có tín hiệu GPS. Em nhìn bốn cái góc của nó đó, để gài vô cái phía dưới. Nhưng mà thôi quay sơ sơ mấy pha vậy thôi được rồi. Đúng rồi. Có củi ngoài anh. Hồi nãy em thấy có mấy cái cây quá. Đúng không? Đúng rồi ta. Đâu, vô đâu? Gì đâu? Vô. Vô. Cái này tắm được không bằng được. Không. Dơ lắm. Cái lắm tiền. Ủa, mình không quay mấy cái mặt đâu, mình chỉ quay tay thôi mà. Kỳ thiệt luôn á. Sẽ ké nha, nó sẽ ké lại. Cái đem rồi lọc nước không? Để đường nó chĩa xuống. Đây để. Thành công. Rồi, rồi. Cắt cái này lên một chút xíu nữa đúng không? Lâu dữ à. Để chứ. Cái lỗ này nhà có con cá mà nó bự quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nấu nấu nước bạn đó ha. Idol đã làm một cái bàn để đựng đồ người. Sau đó Idol đã bị mình băng một bằng những băng màu hồng nha mọi người. Mình thích màu hồng đúng không? Loài kê luôn á. Mà để sinh tồn mấy anh ăn thấy ghê quá à. Sinh tồn ăn cơm cà ri. Đây là thịt kho tiêu nè, xào ruốc nè, con gà sốt thái nè, trứng sườn hầm rau củ nè. Mấy ăn gì thấy ghê trời. Chè bông nữa nè. Trời đất ơi, sinh tồn. Sinh tồn những cái luôn. Nằm rồi đó. Nó bị che, phải sắp xếp dao lại nữa. Cái rìu nó che, dao rìu che. Thank you.
Anh Quang, lời này đã có trong clip. Biết em là năm nào rồi. Đừng có tin, đừng có tin. Đừng sợ chó Dương Đạt hả? Sợ chó Dương Đạt. Đừng có tin. Dụ diễn nữa hả?